Xin được kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Góc Nhìn Đa Chiều. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục phản ánh về nạn trộm cắp nơi thờ tự đang rất hoành hành. Dân, rất nhiều người sẽ thắc mắc vì sao nhiều người lại có thể ra tay trộm ngay chốn linh thiêng. Vì sự cố tình cộng với suy nghĩ đây là nơi không ai đề phòng hay chăng? Mời quý khán giả tiếp tục chủ đề này ngay sau đây. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do ý thức tự bảo vệ tài sản của nhà chùa, nơi thờ tự hoặc người được giao quản lý còn nhiều sơ hở. Nhiều di tích nằm ở nơi vắng vẻ, xa khu dân cư, hệ thống bảo vệ sơ sài, thậm chí nhiều nơi không có người trông coi hoặc giao cho người cao tuổi, phụ nữ, người già yếu trông coi. Ngoài ra, cửa đình chùa thường là nơi mở rộng cửa cho người dân vào thăm viếng, giãn cảnh, mà người ra vào lại đông, rất khó kiểm soát. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian ra tay lấy cắp tài sản. Bên cạnh đó, đa phần mọi người quan niệm ở những chốn linh thiêng như đình chùa, đền sẽ không ai dám trộm cắp. Tuy nhiên, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp thường là đối tượng có tiền án tiền sự, con nghiện, rất liều lĩnh nên không từ thủ đoạn để lấy cắp tài sản. Chúng thường lợi dụng đêm tối hoặc lúc vắng người, không có người chứng kiến, không để lại dấu vết. Có thể nói, hành vi trộm đồ thờ cúng của các đối tượng gây ra thiệt hại về vật chất, dù lớn hay nhỏ, nhưng đều xâm phạm đến nơi tôn nghiêm, chốn linh thiêng, gây bức xúc phẫn nộ trong nhiều người. Bởi việc mất một số di vật, đồ thờ tự quý tại các khu di tích, không những tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến văn hóa tín ngưỡng, mà còn gây bức xúc trong lòng người dân, bất ổn tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đã chấp nhận vào chốn linh thiêng để trộm cắp thì chắc chắn bọn chúng sẽ không chừa một thứ gì. Hễ tài sản nào có giá trị thì chúng đều nhắm đến. Vì thế, hòm công đức và ngay cả tài sản của người dân cũng không nằm ngoài tầm ngắm của chúng. Ngoài đồ thờ tự, tiền công đức cũng thường xuyên bị tội phạm trộm cắp dòm ngó. Bên cạnh việc nhắm tới các vật phẩm thờ cúng, tiền công đức, thì nhiều đối tượng còn lợi dụng chốn linh thiêng để thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi. Thủ đoạn thường thấy của các đối tượng này là giả dạng làm khách hành hương, Phật tử để ra tay trộm cắp xe máy, tài sản của người dân. Vụ đối tượng ở Đồng Tháp lén vào chùa móc cốp xe của khách hành hương để lấy tài sản thì bị phát hiện vào tháng 6 năm 2018 là một ví dụ điển hình. Trong khi đó, tài sản sau khi lấy cắp, ngoại trừ cổ vật thì các tài sản khác, đặc biệt là tiền mặt, rất khó truy tìm vì tội phạm rất dễ tẩu tán. Và dù tài sản mà các đối tượng nhắm tới tại nơi thờ tự là gì thì hành vi trên đều là hành vi vi phạm pháp luật, về lý hay về tình đều phải bị trừng trị thích đáng. Nên là cách đề phòng thì tôi nghĩ vẫn là chắc là mình phải tăng cường cái tính cảnh giác, đề cao cảnh giác, rồi có những cái biện pháp để bảo vệ, rồi phòng ngừa, ngăn ngừa những cái kẻ mà có cái hành vi lợi dụng cái nơi tôn giáo như vậy để rồi thực hiện các hành vi của mình. Các cơ sở thờ tự cần phải nâng cao cái ý thức cảnh giác cho việc giữ gìn tài sản, đặc biệt là bố trí cái người canh giữ, rồi là bảo quản các tài sản có giá trị, là không để những nơi mà dễ nhìn, dễ thấy, dễ lấy. Thứ hai nữa là cần phải là gia cố lại cái hệ thống hàng rào, cửa nẻo, cần thiết thì lắp đặt cái hệ thống camera để giám sát. Qua những vụ việc trên có thể thấy chúng ta không nên chủ quan mà nghĩ rằng không ai to gan dám trộm đồ thờ cúng ở trong đình chùa nữa. Từ đây thì sẽ nhắc nhở nhiều người, nhất là những người trong năm chùa cần phải cảnh giác hơn nữa. Những nơi thờ tự như đền, đình, chùa thường có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tinh thần của người dân. Vì vậy, việc xảy ra mất cấp tại đây, ngoài việc vi phạm pháp luật, còn gây tổn thương đến tình cảm, tinh thần của họ. Mặt khác, theo quan niệm về tín ngưỡng, đây là hành vi không khác gì xúc phạm thần linh, cần phải bị lên án mạnh mẽ. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn, tránh mất mát tài sản, thì ban quản lý các khu di tích, đền chùa, nơi thờ tự cần nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác bảo vệ bằng các biện pháp như gia cố chắc chắn các cổng, cửa chính, cửa bộ, xây dựng hàng rào bảo vệ kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát cả ngày lẫn đêm, đề cao ý thức cảnh giác. Đối với các di vật, cổ vật có giá trị cao nên cất giữ ở nơi kín đáo, an toàn, có khóa kiên cố hoặc các cửa người trông coi cẩn thận. Bên cạnh đó, để phòng ngừa tội phạm nói chung, trộm cắp tài sản tại các di tích nói riêng, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của ngành văn hóa, lực lượng công an, chính quyền địa phương, các ban quản lý di tích và nhân dân nhằm ngăn chặn triệt để nạn trộm cắp đồ thờ tự. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Góc Nhìn Đa Chiều ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.